Theo số liệu mới nhất từ tổng cục thuế, từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 5, cơ quan thuế cả nước đã tiếp nhận trên 1.980 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Lũy kế đến ngày 18 tháng 5 năm 2020, cả nước có tổng cộng trên 105.080 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế với số tiền ước tính là gần 28.000 tỷ đồng. Trong đó số doanh nghiệp tổ chức đề nghị gia hạn là 92.988 hồ sơ, số cá nhân đề nghị gia hạn là 12.095 hồ sơ, tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến ngày 18 tháng 5 là 27.935 tỷ đồng, trong đó gia hạn đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp của tổ chức doanh nghiệp là 24.499 tỷ đồng cụ thể tiền thuế giá trị gia tăng là 9.392 tỷ đồng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 15.107 tỷ đồng, gia hạn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của cá nhân là 125 tỷ đồng, gia hạn tiền thuê đất của tổ chức doanh nghiệp và cá nhân là 3.311 tỷ đồng. Tổng cục thuế đã chỉ đạo cục thuế, chi cục thuế trên toàn quốc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ hỗ trợ kinh doanh gặp khó khăn do dịch Covid-19 đúng quy định.